Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai, Nói Chuyện Quốc tế ngày thứ sáu mùng 5 tháng 7. Và một ngày cuối tuần quá tuyệt vời. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái tin rất là nóng bỏng, nhưng mà thực ra thì nó cũng không sốc tí nào. Mặc dù kết quả của nó thì rất sốc quý vị ạ. Và ý tôi đang nói tới đó là cuộc bầu cử ở... Hạ viện của nước Anh. Với kết quả có thể nói rằng là khá giống như những gì mà chúng ta đã tưởng tượng. Đúng không ạ? Đây chúng ta cùng đến với kết quả. Nhưng mà vẫn rất khó tin. <laughs> uh, người ta có thể tưởng tượng rằng một cái đảng bảo thủ đã nắm quyền 14 năm trời. Thì không thể nghĩ tới việc là người ta có thể thất bại tới mức độ mà chưa đạt được bằng 1 phần 3. 1 phần 3 số ghế so với lạng công đảng là đảng đối lập, vốn là thất bát trong suốt 14 năm qua. Điều này có thể cho thấy rằng là trong bốn đời của thủ tướng của đảng bảo thủ thì nước Anh họ đã mất đi niềm tin với lại những người lãnh đạo của mình ở đảng bảo thủ khủng khiếp như thế nào. Và tuy nhiên là rất may họ đã không bị loại khỏi cái cái vị trí số 2 bởi vì nếu họ bị loại khỏi vị trí số 2 thì họ sẽ trở thành lần đầu tiên trở thành một cái đảng không còn là đảng đối lập chính nữa Tuy nhiên khoảng cách chỉ còn lại khoảng độ uh, 70 ghế Đúng là 70 ghế so với cái đảng Dân Chủ Tự Do thì là một cái khoảng cách quá tồi tệ So với một cái đảng uh, có thể nói là uh, ngày xưa đến giờ cái truyền thống ấy thì hai cái đảng này nó có vênh nhau nó không đáng kể Thế nhưng mà bây giờ thì cái đảng số 2 và số 3 nó chênh nhau chỉ còn có 70 ghế thôi như vậy thì chúng ta đến với lại năm top 5 của đảng đứng đầu trong cuộc bầu cử hạ viện. Trong đó đảng Công đảng Đảng Công nhân đấy và Lao động của nước Anh đã chiến thắng có thể nói là quá vang dội. Người đứng đầu của đảng này là ông Stenmer đã chiếm tới 410 số phiếu. Có thể nói là ông ấy chiếm bao nhiêu quý vị? Ông ấy chiếm hơn. Ông hơn quá nửa, không phải quá nửa mà quá 2 phần 3, thậm chí 3 phần 4 đúng không ạ? Và toàn bộ số phiếu, uh, 650 phiếu của quốc hội. Và như vậy là ông ấy chiếm uh, 2 phần 3, gần 2 phần 3 số phiếu của quốc hội. Ở hạ viện quý vị nhé, còn đảng bảo thủ thì rơi xuống vị trí thứ 2 với 131 uh, số phiếu. Dân Chủ Tự Do 61 và Đảng Cải Cách mà xu hướng uh, gọi là rời Liên minh Châu Âu của ông Farage thì cũng đạt được 16 ghế. Đảng SNP, và cũng chả quan tâm nó là đảng gì nữa, thì đạt được 10 ghế, còn tất cả các đảng còn lại thì chủ được tổng cộng 25 ghế. Vâng thì cái kết quả này nó nói lên cái điều gì? nó nói lên một cái điều mà chúng chả cần thần thánh gì thì, thì cũng thể dự đoán ra đúng không ạ đó là những nhà lãnh đạo của đất nước đã mải mê chạy theo những cái lợi ích của thế lực ngoại bang nào đó để quên đi quyền lợi của dân chúng và bây giờ họ phải trả giá cho điều đó bằng một cái thất bại cực kỳ nhục nhã và ê chề mà được coi là thực một cái thất bại chưa từng có trong lịch sử của đảng bảo thủ và hình như là trong cuộc tất cả lịch sử bầu cử của nước anh chưa bao giờ người ta đã chứng kiến một cái sự thất bại nó khủng khiếp đến mức độ như vậy khi mà cái đảng thứ hai thì còn không bằng một phần ba của cái đảng thứ nhất và không thể nào diễn tả nổi đúng không ạ và cứ cái đà này cứ cái đà này thì không khéo là cái lời sấm truyền sẽ trở thành hiện thực đó là đảng thứ ba rất có khả năng hất cẳng một trong hai đảng à, chính đảng và đảng à, đối lập là vị trí thứ hai và rất có khả năng thì lần đầu tiên đảng bảo thủ sẽ bị hất cẳng ra à, trong những cuộc bầu cử hạ viện trong thời gian à, tương lai bởi vì ấy, cái thế thì nó nó, nó 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 gọi là là thế suy thì nó rất là nhanh đúng không ạ người ta chỉ có thể suy tới mức độ một cách tương quan thôi nhưng mà bây giờ thì nó rơi xuống nó rơi xuống vực Đấy, còn cái công đảng thì nó đang tăng lên rất là mạnh Thì chưa đi sâu vào chi tiết thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều gì à, Thứ nhất chúng ta sẽ thấy là ở trong cái đảng bảo thủ này thì có ông Ben Sharp Đây người mà chúng ta nhìn thấy đây là bộ trưởng Bộ quốc phòng Thì ông Ben Sharp là người theo đảng bảo thủ và lần này thì ông cũng đã bị thua so cho cái người ở cái um, ở cái khu vực cử tri của ông của cái công đảng và ông đã bị hất cẳng khỏi khu vực đấy. Thế còn uh, một người nữa là một trong những cái bộ trưởng uh, nội vụ của nước Anh thì cũng đối mặt với từng trường hợp tương tự và đặc biệt đấy, đặc biệt một cái điều tồi tệ nhất đó là ông Sunak, ông Sunak ông ấy nói rằng là với kết quả như thế này thì ông ấy lo lắng rằng ông ấy không còn trở thành người đại biểu của nhân dân nữa ở cái vùng hình như là cái vùng Yorkshire ấy. đấy, có nghĩa rằng là còn tồi tệ hơn cả ông kia là không được làm chính trị gia nữa, vì không còn đại diện cho cái gì ở trong tức là nhà lập pháp của uh, các đảng nữa, nó mức độ nó tồi tệ dã man như vậy. Mà. Tuy nhiên thì ở đây nếu như nhìn vào cuộc bầu cử như này thì chúng ta có thể thấy rằng là cánh tả đã thất bại và ở nước Anh thì nó thất bại còn khủng khiếp hơn cả nước Đức và nước Pháp. Nhưng điều này nó không liên quan nhiều đến cuộc chiến, bởi vì tại sao? Bởi vì cái đảng công đảng của ông Stenmer, ấy, đặc biệt là cá nhân của ông Stenmer, chúng ta nhìn ông thì chúng ta biết thôi. À, từ trước đến nay, nếu quý vị còn nhớ là cách đây 2-3 ngày, tôi có trình bày trong cái bài của ông uh, George Galloway. Ông ấy ông nói rằng là những nhà chính trị gia thì rất là khó tin. Tôi từng tìm hiểu tất cả những nhà chính trị gia. Tuy nhiên thì khi mà tôi tìm hiểu về Joe Biden, về Donald Trump, về steamer về Sunak, thì tôi tin Vladimir Putin hơn. Đấy. <laughs> và ý tôi muốn nói nữa là bản thân ông Steamer này ấy, thì ông là một cái người có thể nói là ông ấy rất hiếu chiến. Ông ấy rất là ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Và đấy là quan điểm của ông ấy trước khi cuộc bầu cử. Còn chúng ta không biết là sau cuộc bầu cử thì nó chính nào. Chúng Ở đây thì cũng không nhất thiết là đảng bảo thủ thì nó cánh tả thì là công đảng là cánh hữu đâu. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu về cái vấn đề và chờ cái kết quả bởi vì tại sao? Bởi vì là trong các cái cuộc bầu cử ở châu Âu gần đây ấy, thì kể cả những cái đảng mà thắng lợi nhá, thắng lợi ở nước Pháp và nước Anh, đặc biệt nước Pháp và nước Anh, ấy, còn các nơi khác thì cũng có nhưng đặc biệt nước Pháp, nước Anh, kể cả là đảng cánh hữu như là của bà Le Pen và cái đảng mà như chúng ta vừa nhìn thấy ấy, là cái đảng thắng lợi của công đảng của ông tên Mới thì tất cả những cái đảng đó đều đang bắt buộc phải đưa ra một cái ngôn luận là tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chúng ta nhớ là ngày xưa bà lê banh bà ấy thua trong cái cuộc bầu cử với ông macron là bởi vì bà ấy là người phản đối chiến tranh đấy còn ông Sten bây giờ ấy, sau khi bà ấy đứng đầu trong cuộc bầu cử tuần trước thì bây giờ ông bà ấy còn nói luôn là à, thứ nhất là bà ấy phản đối cái việc nước nga can thiệp vào cuộc bầu cử nước pháp khi mà bà ấy mới thắng thì nước Nga đã lấy những hình ảnh của bà ấy Để đưa lên bộ này bộ kia Đại khái là đồng minh thân cận của nước Nga ấy, Kiểu như vậy Và thứ hai là bà ấy nói rằng là quan điểm của bà ấy Là sẽ ủng hộ cuộc chiến Ukraine Chỉ có điều rằng là bà ấy sẽ không cử quân Pháp tới Ukraine mà thôi Thế thì chúng ta không biết là bà cũng ủng hộ hay không Nhưng mà bà ấy rất khôn khéo để bà ấy tránh xa nước Nga Đấy Và thứ hai nữa là bà ấy ủng hộ cuộc chiến Ukraine Thì tại sao Bởi vì như vậy thì bà ấy sẽ có thể qua mặt được chúng ta hãy nhìn vào ông Donald Trump mà xem. Trước đây ông là người có thể nói là phản đối cuộc chiến Ukraine một cách cực kỳ nhiệt tình. Đấy. Thế nhưng sau đó ông gặp rất nhiều vấn đề lao lý và có thể nói có những lúc mà nó đe dọa sự nghiệp của ông ấy. Đúng không ạ? Mà thậm chí có lúc ông ấy sẽ phải ngồi tù. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, chúng ta thấy rằng là ông ấy luận điệu ông ấy thay đổi. Ông ấy nói rằng là nếu ông ấy trở thành tổng thống thì ông ấy sẽ tiếp tục viện trợ Ukraine nhưng mà dưới dạng hình thức là cho vay. Đấy. Như vậy quý vị quý vị có thể để ý là nếu như cho vay thì tài phiệt vũ khí nó lại được làm những được hưởng lợi. Đúng không, quý vị? Nó được hưởng lợi mà nó thậm chí nó còn được hưởng lợi hơn là viện trợ không hoàn lại. Có nghĩa là cho không ấy. Cho nên ngay sau đó chúng ta sẽ thấy rằng là ông Donald Trump dường như ông lấy lại sức sống như kiểu là hồi sinh trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Và bây giờ ông được nhận thêm cả kim bài miễn tử. Khi mà tòa tối cao nước Mỹ đã công bố là ông sẽ miễn nhiễm với lại những hoạt động mang tính chất chính thức. Đấy. Thế thì tôi thấy một cái sự thay đổi trong quan điểm của bà Le Pen. Trước đây thì bà ấy cũng nói rằng bà ấy phản đối chiến tranh. Nhưng mà khi bà bạn phản đối chiến tranh ở một cái châu lục mà nó bài nga đến mức độ hoang tưởng thì rõ ràng là bất lợi cho bà. Ấy. Đúng không ạ? Cho nên lần này thì tôi thấy rằng bà ấy phát biểu trong ngày hôm nay là bà ấy phản đối nước nga là can thiệp vào bầu cử pháp. Đấy, và thứ hai nữa là bà ấy là người ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến Nhưng mà lại không ủng hộ cái việc Bà ấy chống cái việc là gửi những người lính Pháp sang chiến trường Ukraine Thì chúng ta thấy rằng là bà ấy giành được một chiến thắng Đúng không ạ, rất là to lớn trong thời gian vừa qua Thì không biết nó có liên quan đến cái việc này đó không Nhưng mà theo tôi thì cũng không loại trừ là cái cách tiếp cận của bà ấy nó đã mềm mỏng hơn Đối với lại thế giới ngầm, giống như ông Donald Trump Và có thể nói rằng là thế giới ngầm người ta chỉ quan tâm người ta bán vũ khí thôi, cho nên là ai ủng hộ cuộc chiến thì người ấy có thể ở lại đúng không ạ? Hoặc người ấy có thể thay thế, người ấy có thể được lên ngôi. Người ta không còn quan quá quan tâm tới việc ai làm ai linh yếu nữa. Còn trường hợp như ông Macron và ông Sunak thì chúng ta thấy rằng là những người đó là những cái người mà nó đại khái là nó lại là quá. Tức là ví dụ như trường hợp như của ông Sunak thì thế giới ngầm người ta khai thác ông ấy và đảng của ông ấy quá nhiều dẫn tới việc là chỉ qua ba đời thủ tướng thôi thì cái đảng đấy gần như nó vứt đi rồi nó không bằng một nó bây giờ nó thì hơn thì hơn về cái truyền thống thôi. chứ còn cơ bản là uy tín nó không bằng cái đảng thứ ba nữa thì như vậy là nếu mà làm như vậy thì với thế giới ngầm là nó quá tay đúng không, quý vị và cái điều đấy nó chỉ liên quan như vậy người ta chỉ có khai thác được cái lộ thiên thôi sau này là cái đảng nó vứt đi thì người ta không thể khai thác được nữa đấy cho nên cái câu chuyện rằng quan trọng là bây giờ những người chính khách ở phương tây họ phải chỉnh cái luận điệu làm sao để mà họ tiếp tục bảo vệ cái quyền lợi của thế giới ngập. để mà lên làm lãnh đạo rồi sau đó họ làm gì thì làm thì chúng ta sẽ xem xem là khi mà quyền lực của nước pháp nó thay đổi và ông donald trump và ông có thể trở thành tổng thống thì ông ấy và bà le pen sẽ làm như nào cho nên cái việc ông stemme ở nước anh ấy bản thân ông là người từ trước nay ông có những cái phát ngôn có thể nói là hiếu chiến còn bản thân ông sunak thì không phải là người hiếu chiến quý vị nhé. Mà nói thẳng ra ông Sunak thì là người ta bắt ông nói gì thì ông phải nói như vậy. Ông Sunak và ông John Stoltenberg thì nó giống như nhau. Chứ không phải là những người mà có quan điểm hiếu chiến như là Stemmer hay là Mark Rutte, tổng thư ký mới của NATO. Đấy, cho nên là chúng ta không thể hy vọng được là với những cái người này lên thì là cuộc chiến nó sẽ nhanh chóng kết thúc đứng về phía quan điểm của châu Âu đâu. Đúng ạ, đấy là tôi nói về quan điểm của những nhà lãnh đạo châu Âu, còn thực tế thì họ cũng chả giải quyết cái gì trong cái chiến cuộc này mới tuy nhiên thì hãy chờ hãy chờ xem là cái việc tiếp theo với cái việc mà công đảng đã chiến thắng nó quá long trời lở đất như thế này và đảng bảo thủ đã thua một cách nó bẽ bàng như thế này ấy, thì có thể thấy rằng là nhanh chóng thôi nội các mới sẽ được thành lập thủ tướng mới sẽ được thay thế. Stenmer sẽ trở thành thủ tướng của nước Anh trong thời gian ngắn nhất có thể diễn ra chỉ trong vài ngày thôi. Và ông Sunak sẽ phải thoái vị, phải từ chức. Thì sau đấy chúng ta mới biết được là cái chính trường, bộ mặt của chính trường nước Anh nó như thế nào. Ờ, các vị bộ trưởng trước thì cũ thì còn hay không. Và đại khái là mình nhìn cái nội các đó với những cái tuyên bố sau khi nhận chức thì chúng ta sẽ thấy ngay. Bởi vì chúng ta nhớ rằng ông Sunak trước khi mà làm thủ tướng ấy, thì ông ấy gần như ông không biết cuộc chiến ở Ukraine. Chúng ta nhớ ông không hề biết đến cuộc chiến ở Ukraine. Đấy, ông không bao giờ ông nói về Ukraine cả Thế nhưng khi mà ông thủ tướng thì ngay lập tức là ông trở thành một nhân vật Có thể nói là ủng hộ cuộc chiến một cách điên cuồng Đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy rất rõ là bản thân ông ấy gần như đã là một cái người tập sự vào cuộc chiến Và bắt buộc phải có những luận điệu như vậy Kể cả ông Ben Sharp thì chúng tôi không biết trước đây là như thế nào Nhưng mà nhìn cái mặt của ông ấy Sau khi ông nhận chức phát thì ngay lập tức cũng khăn phát biểu ông ủng hộ cuộc chiến chúng ta hãy nhìn vào ông mike johnson chủ tịch quốc hội mỹ trước khi cuộc chiến cũng không hề biết ukraine nó nằm ở đâu nhưng ngay khi cuộc chiến sau thì ông sẽ nói đã nói về việc là chúng ta phải bảo vệ ukraine bảo vệ nền dân chủ đúng ạ à? thì như vậy tất cả những kịch bản những cái um, mô hình phản ứng của những cái nhà lãnh đạo phương tây nó đều không thể thoát khỏi cái quyền lực của thế giới mệt uh, thế giới ngầm dù thế nào đi chăng nữa thì với thất bại của ông sunak và đảng bảo thủ thì có thể thấy rằng là cái giấc mơ của cái trụ nghĩa tự do đúng không ạ ở các quốc gia phương tây thực ra nó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi và không ngờ là những đảng cánh tả sau một thời gian cầm quyền thì đã bị đánh bại một cách nó ê chề đến như vậy và xu thế uh, trỗi dậy của những đảng cánh hữu trong thời gian gần đây uh, ở các quốc gia phương Tây đã thể hiện cho điều này. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề quý vị ạ, vấn đề từ trước đến nay ấy, thì những cái đảng cánh hữu nó chỉ có thể trỗi dậy ở châu Âu khi mà những cái đảng cánh tả nó đã vùi dập cái đất nước của họ. Trong trường hợp đây chúng ta nhìn thấy những điều diễn ra tồi tệ ở nước Anh, nước Đức và nước Pháp. Đúng không ạ? thế nhưng mà những đảng cánh tả là những cái đảng mà vận à, cánh hữu ấy, vận hành đất nước rất là chán những người theo chủ nghĩa dân tộc ấy cho nên là thường là những cái đảng cánh hữu này cũng rất khó để có thể duy trì được lâu đấy từ trước đến nay chúng ta để ý cái điều nó như vậy rồi tất nhiên là lần này thì bối cảnh chiến tranh thì nó rất là khác thế nhưng mà chúng ta hãy chờ xem đúng không ạ chúng ta chờ xem là những cái đảng cánh hữu trỗi dậy như thế này thì họ có thể chống chọi được với sức ép của thế giới ngầm như thế nào và đối mặt với cái việc là bây giờ châu Âu đang hướng tới một cái sự suy thoái toàn diện như vậy thì họ có thể đảo chiều được cái vấn đề kinh tế xã hội hay không bởi vì là yêu nước không, tinh thần dân tộc chủ nghĩa dân tộc không thì nó cũng không có đem lại cái miếng ăn đúng không ạ cho nên là đấy là những cái thách thức nếu như mà trong trường hợp kinh tế xã hội nó còn ở cái mức độ nó bấp bênh thì còn cứu được nhưng mà bây giờ cả một cái đoàn tàu nó đang xô nhau đi xuống một cái dốc rất khó để có thể đảo chiều chúng ta hãy nhìn xem hôm qua ở nước anh 16 năm cầm quyền của đảng bảo thủ 14 năm thì người dân người ta chỉ kiếm được thêm có vài đồng bảng Anh. Mỗi tuần, trong suốt 16 năm đấy. Đúng không ạ? Chúng ta thấy nó quá dã man. Trong khi đấy Việt Nam chúng ta tăng lương còn liên xoành xoạch. Tình cảnh đấy không phải là chỉ riêng ở nước Anh đâu, mà nhiều nước khác ở châu Âu cũng thế. Và, và với thông tin mới nhất đến cuộc bầu cử ở Quốc hội Anh, thì cho biết rằng ông Sunak đã chính thức xác nhận là ông sẽ từ chức với tư cách là Thủ tướng nước Anh. Và như vậy là công đảng đã đạt được tuyệt đại đa số ở cuộc bầu cử của nghị viện nước Anh với hơn 70% các khu vực cử tri được ghi nhận là đã tham gia. Có nghĩa rằng là 70% cử tri ở các khu vực bầu phiếu của các cái nghị viên đó cộng với lại đại đạt được đại đa số thì có nghĩa rằng là công đảng bây giờ sẽ kiểm soát hoàn toàn hạ viện của nước Anh. Và như vậy trong thời gian tới thì gần như là tất cả những cái quyết sách liên quan đến đối nội đối ngoại đều rơi vào tay công đảng hết và đảng bảo thủ không còn cái vẹo gì nữa. Các tờ báo lớn của nước ngoài đều đưa những dòng tin rất là giật gân cho biết là Đảng Bảo thủ đã hứng chịu một cái thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử của đảng và và đơn giản thì công đảng của ông Stenmer là một người được hưởng lợi không phải là vì họ đạt được cái sự ủng hộ cử tri mà hầu hết là do cái sự ủng hộ của cử tri đã sụp đổ à, đối với lại đảng bảo thủ và cái người được hưởng lợi chính là cái đảng lớn thứ hai đó là công đảng và bây giờ nó trở thành cái đảng lớn thứ nhất với tuyệt đại đa số kết quả bầu cử à, cuối cùng cho thấy đảng của ông thủ tướng đã mất tới 234 ghế. Vâng, chỉ còn lại khoảng độ 130 ghế ở Quốc hội và đây là kết quả tồi tệ nhất trong những cuộc bầu cử của Đảng Bảo thủ từ trước đến nay. Và như vậy thì không những ông Sunak sẽ phải từ chức mà có thể nói rằng là chắc chắn công đảng sẽ quay trở lại nắm quyền sau 14 năm. Hứng chịu những tổn thất, uh, những cái uh, thất bại vào cuộc bầu cử Hạ Viện năm 2010, một chặng đường cực kỳ dài. Như vậy là sau khi thất bại trong cuộc bầu cử thì ông Sunak đã phải đối diện với sự chỉ trích cực kỳ gay gắt từ các thành viên trong đông đảng của mình. Vì ông đã bất thình lình kêu gọi một cuộc bầu cử sớm đầy rủi ro. Vâng, rất giống như ở nước Pháp cũng là một canh bạc và cuối cùng là hứng chịu thất bại khủng khiếp điều này cho thấy là những nhà lãnh đạo ở Anh và Pháp chả hiểu gì về 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 về, về chính trị đúng không, quý vị bởi vì nếu như người ta kêu gọi mà người ta thua thì thua nó một chút thôi mà có một cái thế tương quan thì ít nhất nó còn có một cái sự tính toán kêu gọi bầu cử khẩn cấp mà cuối cùng cả hai ông đều hứng chịu thất bại nó quá thảm hại như thế này có nghĩa rằng là gần như họ không nắm được đúng không ạ họ không nắm được cái thế trận chính trị ở trong đất nước họ như vậy là ông thủ tướng nước Anh, một người thủ tướng giàu có nhất trong lịch sử của quốc gia này và cũng là thủ tướng đầu tiên có gốc gác đến từ Ấn Độ. Vâng. Đã có khả năng phải hứng chịu việc là ông từ chức luôn cả cái gọi là cái vùng cử tri của ông. Bởi vì cái thất bại nó quá mất uy tín đối với đảng, dẫn tới là cái vùng cử tri đó cần phải một cái người đại biểu của nhân dân nó phù hợp hơn. Bản thân ông Sunak thì cũng là một người không được bầu bán mà cũng lên để nắm quyền vì những cái đại khái là những cái sự chỉ định nào đó. Trước đó thì bà Liz Truss vào năm 2022 cũng trở thành thủ tướng không được bầu bán và phải từ chức ngay sau 45 ngày. Và sau đó thì những gì xảy ra cho thấy sau cả cái việc từ chức của ông Boris Johnson thì cho thấy rằng là trong ba đời cầm quyền của ba thủ tướng Đảng Bảo thủ đã gây lên một cái sự hỗn loạn trên chính trường nước Anh chưa từng có. Và thời điểm bắt đầu chính là việc lãnh đạo của Đảng Bảo thủ ông Boris Johnson lên nắm quyền năm 2019 và kết thúc bằng ông Sunak năm 2024. Và điều này có thể nói rằng là nhìn gương mặt của ba vị thủ tướng đấy, đúng không ạ? Chúng ta cũng không quá khó để hiểu ra bằng cái kết cục của ngày hôm nay vâng và, và như vậy là chúng ta à, có tất cả những cái dữ liệu liên quan tới việc đó rồi chỉ còn lại vấn đề nội các của nước anh thì thực tế à, và nó cũng quá chi tiết đúng không ạ hãy chờ xem là những bài phát biểu đầu tiên của những cái người thủ tướng tổng trưởng lý rồi bộ trưởng quốc phòng à, bộ trưởng ngoại giao của nước anh mới họ sẽ phát biểu những câu gì đầu tiên điều đó nó sẽ định những hướng À, rất nhiều trong thời gian sắp tới và chúng ta cũng biết được ấy, những câu nói đầu tiên của những người lên lầm cầm quyền nó thể hiện tất cả là cái động lực đứng đằng sau chúng ta cứ để ý những người uh, như thủ tướng nước pháp ấy trước khi ông ấy trở thành thủ tướng thì ông phát biểu rằng là ông ấy tìm kiếm hòa bình với nước nga nhưng ngay sau khi ông ấy trở thành thủ tướng thì lập tức là ông ấy quay sang ông phải nói là viện trợ cho ukraine này ông uh, Mike johnson cũng thế và rất nhiều người khác cũng thế đúng không ạ và tất cả những cái thế lực đó ở uh, những cái người đó đều bị giật rơi bởi cái thế lực đằng sau thì chúng ta xem xem là cái người mà đứng đầu của nội các là thủ tướng Stemmer này thì bản thân ông ấy thuần khiết là ông ấy muốn chiến tranh hay là ông ấy bị giật dây về chiến tranh đúng không ạ? Và song song với cái việc chứng kiến những cái um, sự trỗi dậy của những cái đảng của cánh hữu ở châu Âu thì chúng ta cũng thấy một cái sự gọi là tương quan đấy tỷ lệ nghịch về cái mức độ thịnh vượng của người dân châu Âu có nghĩa rằng là mình nói đơn giản là cái 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 sự xuống dốc của những thế lực cánh tả nó cũng là tỷ lệ thuận với lại cái sự thịnh vượng của người dân châu Âu ở nước Anh chúng ta đã nói ở nước Pháp chúng ta cũng đã nói ở nước Đức người ta cũng đang nói như thế này tờ báo Di Tung thì nói rằng là uh, sự thịnh vượng của nước Đức đang suy tàn rất nhanh trong khi là ở nước nga thì lại càng ngày càng tăng trưởng tờ báo di tung đã không ngần ngại nói rằng là đầu tàu kinh tế của châu âu đang đối mặt với rất nhiều vấn đề một trong những chỉ số thịnh vượng quan trọng đó là gdp trên đầu người đã suy giảm trong thời gian gần đây các ngân hàng của nước đức đã thay nhau thông báo những con số và xác nhận rằng là thu nhập dòng ở tầng lớp uh, trung lưu của nước đức Bây giờ chỉ còn 106.000 euro và chỉ còn hơn cái nước hơn cái nước uh, Hy Lạp một tí tẹo tèo tèo nữa thôi. Và tờ báo đã ngay lập tức uh, chỉ sang nước Nga với một vẻ mặt giàu dĩ để so sánh với nước Nga. Ở nơi đó thì Ngân hàng Thế giới vừa đưa nước Nga uh, tới một cái khu vực mức thịnh vượng cao nhất trên toàn thế giới, trong đó chỉ số thịnh vượng... Trên đầu người của nước Nga đã tăng tới 11%. Và nền kinh tế nước Nga đã trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu theo sức mua ngang giá, bất chấp nước Nga đang trải qua một cuộc xung đột kéo dài 2 năm cộng với lại hàng nghìn lệnh cấm vận nhắm vào quốc gia này. Trong khi đó thì ở nước Ý, vâng, một cái tứ cường của châu Âu đấy, thì tình huống còn tồi tệ hơn. Và nước Pháp thì cũng không khá khẩm mấy. Khi mà cả Ý, Pháp chưa từng thấy bất kỳ một cái sự thặng dư trong ngân sách chính phủ trong suốt năm Còn ở Ý thì điều đó đã diễn ra một thế kỷ này rồi. Ý được coi là một trong những người đàn ông ốm yếu nhất của châu Âu. Gần như bây giờ họ đang sống thoi thóp nhờ cái sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương châu Âu. Các khoản trái phiếu nợ của chính phủ Ý phát hành ra chẳng ma nào thèm mua trong suốt hai năm qua chủ yếu vẫn là ngân hàng trung ương châu Âu mua để cho chính phủ có ngân sách à, hoạt động. Điều này không có gì ngạc nhiên nếu như người ta nhìn vào cái con số liên quan tới chỉ số thịnh vượng của người dân. Đó là năm 2023 sau khi các mức lương điều chỉnh sau lạm phát thì lương của năm 2023 còn thấp hơn cả năm 1990 và thậm chí là nước Ý còn tồi tệ hơn cả nước ban nãy tôi đã nhắc tới là cái nước Hy Lạp. Vâng, và tất nhiên chúng ta cũng không quên là nước Ý đang đối mặt với một không phải cuộc khủng hoảng nữa, mà một thảm họa nhân khẩu học. Đúng không ạ? Cực kỳ khủng khiếp, mà không phải ở cuối chân trời nữa rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng nó đang tiến khá gần với nước Ý rồi. Như vậy thì... Và họ tiếp tục đối mặt với một thảm họa nữa, đó là thảm họa hàng Quảng Châu, đúng không ạ? Ngày xưa những cái túi của nước Ý sản xuất ra thì toàn là À, chi phí sản xuất thì những người nhập cư đến từ Trung Quốc sản xuất mất chỉ có 20 đến 50 đô, trong khi đó thì họ bán ra ngoài với mức độ 2.000 đô cho đến 5.000 đô, tức là gấp 100 lần. Bây giờ thì những người Trung Quốc đã trả thù bằng cách là họ sản xuất ở những nhà máy ở Quảng Châu với chi phí còn thấp hơn nữa, và mức giá bán ra thì còn thấp bằng một phần 10 những cái loại bán ở nước Ý. Rất kinh khủng, đúng không ạ? Chúng ta thấy, mà, có thể nói là một cái sự... Uh, bất công diễn ra ở thế giới tư bản và bây giờ nó đang được điều chỉnh lại để nó công bằng hơn. Còn quay trở lại cái nước mà tôi vừa lấy để ví dụ với các quý vị ấy, thì đó là cái nước Hy Lạp. Hy Lạp thì bây giờ là nước quốc gia đầu tiên trong liên minh châu Âu đã phải áp dụng uh, tuần làm việc 6 ngày đầu tiên. Lý do cũng khá là đơn giản, bởi vì ở các quốc gia liên minh châu Âu tỷ lệ dân số già đi là rất rõ rệt trong hầu hết các quốc gia. Trong đó có cả quốc gia đến quốc gia như là Hy Lạp vốn cũng không phải là có một cái sự thịnh vượng gì và dân số ở nước đó là khá trẻ và những cái việc mà họ tiếp xúc với các cái khu vực ngã tư ngã ba của thế giới cho phép họ có một cái sự uh, uh, sinh động hơn trong cái đời sống xã hội và trẻ trung hơn nhưng mà đang phải đối mặt với lại sự thiếu hụt của những công nhân lành nghề trẻ trung cho nên bây giờ họ chuẩn bị phải áp đặt cái chế độ làm việc 6 giờ. Thế còn là các nước châu Âu như ở nước Pháp thì mặc dù điều tương tự đang xảy ra nhưng mà nước Pháp còn đang đấu tranh để một tuần làm việc chỉ có 4 ngày thôi. Và đấy là lý do chúng ta thấy một cái tin rất ngắn ngủi giật gân. Liên minh châu Âu áp đặt thuế quan với xe nhập khẩu từ Trung Quốc từ 17,4% lên 37,6%. Có nghĩa là lớn hơn 100%, 120% tăng mức thuế quan 120% với lại xe đến từ Trung Quốc. Điều này nó nói lên điều gì? Điều này nó nói lên một cái tất cả những gì chúng ta vừa nói. Đó là Liên minh châu Âu với cái kiểu làm ăn như thế và nguồn lực như thế thì không bao giờ có thể cạnh tranh được. Không chỉ nói Trung Quốc đâu mà nói với lại thế giới phương Nam. Đúng không ạ? Vâng, và hơi dài cho phần châu Âu rồi. Chúng ta sẽ đến khu vực Kazakhstan để xem cái tuyên bố cuối cùng của thượng đỉnh SCO uh, gọi là lịch sử xem có gì mới mẻ và chúng tôi sẽ đến những cái nét chính bởi vì tuyên bố thường nó sẽ rất dài thứ nhất các nhà lãnh đạo của các nước thành viên SCO quan ngại về tình huống tình hình diễn ra trong cuộc xung đột ở Trung Đông và cực kỳ uh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận công bằng cho vấn đề Palestine các thành viên SCO phản đối những nỗ lực cấm vận đơn phương mà làm phương hại tới thương mại toàn cầu. Tổ các quốc gia SCO sẽ tích cực làm việc tạo ra một quỹ đầu tư cho tổ chức. Sự tương tác trong các quốc gia thành viên SCO sẽ trở thành một nền tảng cơ bản để xây dựng một kiến trúc uh, châu liên minh, một kiến trúc uh, an ninh mới ở liên minh Á Âu. SCO cho rằng việc tuân thủ những điều khoản trong hiệp ước JCPOA, tức là hiệp ước uh, gọi là chương trình hành động về toàn diện về vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân của Iran ấy và tuân thủ của các bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran song song với lại nghị quyết của Liên hợp quốc. Chúng ta biết là cái chương trình JCPOA này đã bị các quốc gia phương Tây và nước Mỹ bác bỏ trong thời gian gần đây. Các quốc gia SCO bày tỏ sự sẵn sàng để ủng hộ những nỗ lực quốc tế trong việc đảm bảo hòa bình và phát triển ở Afghanistan. Trong khi đó, bày tỏ và tái xác nhận cam kết của mình trong việc thiết lập một nhà nước trung lập, hòa bình ở Afghanistan. Vâng như vậy thì tuyên bố của SCO tôi đẩy tới có những vấn đề. Thứ nhất là họ ủng hộ một vấn đề hai nhà nước ở Palestine thứ hai thì là họ có thể đẻ ra một cái cấu trúc an ninh ở các nước liên á âu và cái đó chúng ta cũng thấy nó giống như là nó chính là cái sco nhưng mà nó sẽ loại bỏ đi những thứ không cần thiết để nó hướng về brics còn lại nó chỉ còn cái bộ khung liên quan tới liên minh quân sự mà thôi an ninh mà thôi và nó có khả năng rất giống như là cái nato đúng không ạ nhưng mà ở khu vực liên á âu và thứ ba nữa là nói khá nhiều về afghanistan có nghĩa rằng afghanistan và taliban thì bây giờ đang bị cấm vận của liên hợp quốc thì rất có khả năng là sco đang lobby cho việc là sẽ liên hợp quốc gỡ bỏ lệnh cấm vận với lại afghanistan và taliban bởi vì trong tuyên bố của nhà nước nga họ cũng nói rằng là cái nhu cầu về việc hợp tác với lại taliban và afghanistan càng ngày càng gia tăng Vâng, như vậy thì chúng tôi sẽ nói qua một chút nữa liên quan tới cái đề xuất của nước Nga về cái hệ thống an ninh mà rất có khả năng sẽ trở thành cái cấu trúc an ninh mới này nó như thế nào. Đây là một trong những cái lý thuyết từ ngày xưa. Tuy nhiên thì đến bây giờ có vẻ chưa bao giờ thì nó trở thành hiện thực như thế. Là liên minh hệ thống an ninh, cấu trúc an ninh Á Âu được đề xuất bởi Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến một loạt những cái vấn đề trong đó đang được các nước SCO thảo luyện tại thượng thượng đỉnh. Trong đề xuất của mình, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc là đề cao là tính ưu tiên của các vấn đề an ninh trong các nước SCO và tuyên bố rằng là một quyết định đã được thống nhất để tạo ra một cấu trúc an ninh trong khu vực và biến từ một tổ chức chống khủng bố trong khu vực trở thành một trung tâm toàn cầu đáp ứng với lại những vấn đề đe dọa an ninh trong tất cả các cái uh, và khu vực địa chính trị và trong tất cả những cái lĩnh vực uh, của vấn đề an ninh toàn cầu và có nghĩa rằng là gì uh, đâu đó nghe rất giống NATO chỉ mỗi tội rằng không nói rằng chúng tôi chỉ có phòng thủ không thôi đúng không ạ mà đây làm cấu trúc an ninh trước đây thì nhắm vào cái việc SCO là nhắm vào cái việc chống khủng bố ở cái khu vực Liên Á Âu đấy. Thì bây giờ là nó biến thành một cấu trúc an ninh toàn cầu mà trọng tâm nhắm tới việc là xử lý các cái mối đe dọa an ninh đấy. Thì như vậy là không có nói là phòng thủ nữa mà cần là tấn công luôn đúng không ạ? Vậy thì cái ý nghĩa của cái cấu trúc an ninh Liên Á Âu này thì nó như thế nào? À, trong cái đề xuất của Tổng thống Putin Năm 2015 thì Putin đã đưa ra một cái chương trình đối tác liên Á Âu ở mức độ rộng rãi hơn. Trong đó năm nay thì ông tái xác nhận rằng việc mở rộng cái hợp cái, cái 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 chương trình đối tác này đã được đề xuất và được đồng ý bởi tất cả các thành viên và trong cuộc họp cấp cao của những nhà ngoại giao nước Nga với lại các quốc gia thành viên, Putin đã nhấn mạnh rằng là cần phải yêu những đặt nặng cái nhu cầu để bắt đầu khởi đầu cho một cuộc đối thoại toàn diện liên quan tới một sự đảm bảo song phương và đa phương cho uh, vấn đề an ninh của toàn thể cộng đồng Liên Hà Âu. Trong đó thì những cái lộ trình bao gồm việc là tăng cường đối thoại với tất cả các uh, thành viên cũng như là những thành viên trong tương lai của tổ chức SCO tạo ra một cấu trúc an ninh chung cởi mở đối với tất cả các quốc gia liên Á Âu muốn tham gia và gia nhập liên minh này. Trong đó bao gồm cả các quốc gia châu Âu và các quốc gia NATO. Tăng cường thảo luận các vấn đề an ninh với lại các tổ chức và các quốc gia trong khu vực liên Á Âu. Ví dụ như là liên minh nhà nước Nga, Belarus, tổ chức hợp tác CSTO tổ chức hợp tác kinh tế liên ao IAEU, tổ chức các cộng đồng các quốc gia độc lập CSI và tổ chức hợp tác thượng hải SCO. Vâng, có nghĩa rằng là cái cấu trúc an ninh mới nó sẽ nó sẽ thâu tóm toàn bộ những cái tên của bốn năm cái tổ chức vừa rồi trở thành một cái thể thức thống nhất để song song với khối BRICS. Dần dần loại bỏ sự hiện diện của à, các thế lực quân sự nước ngoài trong khu vực liên á ông. Công nhận sự quan trọng của việc tích hợp và hội nhập kinh tế cũng như thịnh vượng của xã hội của các quốc gia liên á âu vào khuôn khổ an ninh thiết lập một sự thay thế đối với lại các cơ chế kinh tế bị phương tây kiểm soát mở rộng các đồng tiền thanh toán bằng các đồng tiền nội tệ và thiết lập một hệ thanh toán độc lập với các quốc gia phương tây phát triển hành lang vận tải giao thông liên lạc quốc tế liên á âu ở trên quy mô lớn vâng có thể nói rằng tôi đọc cái này của ông putin ấy, thì mình không đi vào chi tiết nhưng mình có thể nói một điều rằng đây là chính là một cái tuyên ngôn ra đời của một cái cuộc cách mạng đúng không ạ một cuộc nội dậy với lại phương tây à, đây là một cái cấu trúc an ninh của trong cái chương trình SCO nhưng mà nó nhắm tới về việc là thành lập ra một liên minh quân sự hay là một liên minh an ninh đúng không ạ đối trọ trọng lại với lại nato nhưng putin đã nói rất khôn khéo đó là có thể bao gồm cả quốc gia châu âu và quốc gia nato nữa như vậy thì khả năng những quốc gia như thổ nhĩ kỳ hay là các quốc gia châu âu khác mà cảm thấy hay thì có thể tham gia và nếu tham gia thì nó sẽ làm phương hại làm mất uy tín và cuối cùng nó làm suy yếu cái khối nato đây là một trong những cái gọi là cái cú lấn sân rất là ngoạn mục của nước nga và trong tất cả vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là dường như là nước nga đang muốn đề xuất ra một cái cấu trúc an ninh mà nó sẽ dẹp bỏ hoặc nó tối ưu hóa bằng việc loại bỏ hết những cái thứ dườm già mà chính bản thân chúng ta từ trước đến nghe nó quá là nhức đầu đúng không ạ à, khi mà nói csto rồi aia rồi csi cso rồi CSX gì đó mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi thì bây giờ chốt lại là chỉ nên có một cái tổ chức duy nhất liên quan đến vấn đề an ninh và song song với nó là một cái tổ chức liên quan tới vấn đề kinh tế, đó là vấn đề của khối BRICS. Rồi những cái tuyên bố rất là thú vị đó là việc là dần dần xóa bỏ hết sự hiện diện của các thế lực quân sự nước ngoài của phương Tây đấy. Đúng ạ? À. Có nghĩa rằng là đây chính là một cái khối quân sự chứ còn cái gì nữa mà cần cái sự hiện diện quân sự của nước ngoài thì cái điều này nó cũng rất là hiển nhiên thôi nhưng mà nó là một cái tuyên bố rất hùng hồn đúng không ạ có nghĩa rằng là coi như là nato sẽ không còn đất để có thể mà ảnh hưởng gì tới các khu vực liên Hà âu mà nếu như là thổ nhĩ kỳ hay rumani bulgari hay là hungary gì đó mà gia nhập cái này thì có nghĩa rằng dần dần là sự hiện diện của nato trong chính các quốc gia nato đó cũng sẽ bị xóa dần dần đúng không ạ nên là chúng ta thấy đây là một cách tiếp cận nó rất thú vị và nếu như chúng ta chứng kiến thế giới với cái sự đảo chiều của hai cực như vậy ấy, thì không khéo là kể cả vấn đề NATO nữa nó cũng sẽ đảo chiều theo. Trong đó thì những vấn đề quan trọng tổng thống nga cũng nói liên quan tới việc phi đô la hóa đúng không ạ? Trong đó sử dụng các đồng tiền nội tệ, hết là hệ thống thanh toán, trong đó chúng ta cũng đã thấy hệ thống thanh toán của khối BRICS chắc chắn là sẽ được áp dụng ở đây cộng với lại phát triển một cái hành lang gọi là giao thông, hành lang con đường à, như kiểu là con đường tơ lụa, đúng không ạ? nối liền các nước liên á âu trên quy mô lớn hơn, vân vân. thì như vậy là đó là một cái cấu trúc an ninh mà chúng ta thấy nó làm cái lời đáp trả của thế giới phương nam với lại à, sự mở rộng của nato và là đối trọng của nato à, và đặc biệt thì nó có một cái sự cải cách cực kỳ rộng lớn và tận gốc triệt để đối với lại cái sự phức tạp của các tổ chức mà nước Nga, Trung Quốc và các nước khác đã vội vã dựng lên sau khi mà Liên Xô tan rã đúng không ạ? Để đối mặt với lại cái tình hình an ninh rồi các cái vấn đề liên quan tới chống khủng bố vân vân. Rất thú vị, bây giờ thì người ta đã nói rằng là trước đây thì những cái đề xuất của nước Nga là viển vông, nhưng mà bây giờ thì với những cái gì xảy ra trong những năm vừa qua, chưa bao giờ cái giấc mơ viển vông của nước Nga nó lại gần tới sự thật như vậy. À, thượng đỉnh SCO thì cũng đã nhận được rất nhiều những cái xì xào bàn tán của truyền thông của các thế giới phương Tây. Chúng ta có thể đi qua để xem là họ nhận xét như thế nào. Trong đó thì chúng tôi lưu ý nó có một cái xu hướng từ việc là bác bỏ cho đến thừa nhận, rồi cho đến một cái sự tôn trọng. Thực sự thì không những bác bỏ, mà trước đây họ còn có thái độ rất giống như là brick, có nghĩa là rất là khinh bỉ. Đấy, rồi bây giờ đến một cái sự ngưỡng mộ nhất định. À, tờ New York Times nói rằng ngay ngày đầu tiên của Thượng đỉnh SCO, à, chúng ta đã nhìn thấy những dòng chữ thể hiện đầy sự tôn trọng là à, Nga, Trung Quốc đã cạnh tranh và hợp tác ở, ở khu vực Trung Á như thế nào? Tiêu đề này thì nó không có gì ngạc nhiên bởi vì cái trong cái ý thức hệ và cái cái sự thao túng của chính phủ thì luôn luôn có một cái gì đó mà ngấm vào trong đầu những người, người phương Tây, đó là luôn luôn có một cái sự đối đầu. Đúng không ạ? Cho nên là ở trong cái nhận thức của họ thì bao giờ cũng thấy nó có một cái sự một bên thắng bên thua, một cái sự thống trị, một cái sự tranh giành nào đó của các quốc gia. Tuy nhiên thì tiêu đề này nó đã khá hơn nhiều so với lại chính tiêu đề của tờ Economist đã mô tả rằng là năm 2017 là nước Nga đã trở thành một cái kẻ phụ thuộc một cách kinh tế, chính trị và công nghệ vào Trung Quốc như thế nào. Và đây là luận điệu đã diễn ra từ năm 2017 khi mà cái diễn đàn SCO này nó đã bắt đầu xôn tụ. À, một tờ báo của phương Tây, Western Stereotype, đã nói rằng là tổ chức hợp tác Thượng Hải là một dự án của Trung Quốc, mà trong đó thì cái chính quyền gọi là tham nhũng của Trung Quốc này đang càng ngày càng trở lên vô dụng và không còn có khả năng để thu hút thêm thành viên mới nữa. Tờ Carnage Endowment thì trong tiêu đề của mình nói rằng là tổ chức này thì to hơn nhưng mà không tốt hơn tí nào. Nước Nga đã biến toàn thể SCO trở thành một câu lạc bộ vô dụng. Đó là tiêu đề năm 2017. Còn tiêu đề của năm 2024 này thì đã biến thành... Một câu lạc bộ đang ngày càng bùng nổ được dẫn dắt bởi Tập cận bình và Putin để chống lại nước Mỹ và đang càng ngày càng kết nạp được thêm những cái quốc gia à, thân với lại nước Nga và có nghĩa là ngày xưa nói như thế nào thì bây giờ nói ngược lại như vậy. Chính tờ báo uh, thời báo phố quân năm 2022 đã nói về hợp tổ chức hợp tác thượng hải là thượng đỉnh SCO là một trong những cú và một trong những nỗ lực có thể nói là rời rạc, vô hại và hỗn loạn để mà làm gián đoạn trật tự thế giới. Trong đó tác giả vẫn tin rằng là trật tự thế giới dẫn dắt bởi phương Tây là trật tự duy nhất có thể diễn ra trên hành tinh và ông ấy kỳ vọng về một mối dạn nứt giữa người Nga và người Trung Quốc. Thế nhưng chính tác giả là ngày hôm qua trong năm 2024, hai năm sau đã đưa bài báo trên tờ Bưu điện Washington là lãnh đạo của các nước Nga Trung đã gặp trong một màn trình diễn thể hiện sự cộng tác càng ngày càng sâu sắc hơn giữa hai cường quốc. Như vậy là chính các tờ báo lớn của phương Tây thì nhìn lại những năm trước, Họ luôn có một cái dè biểu và có thể nói là coi thường, khinh bỉ thì bây giờ thể hiện một cái sự bằng một cái sự nghiêm túc đúng không ạ, một cái sự tôn trọng và thậm chí là ngưỡng mộ đối với lại những gì SCO đang làm. Còn trên thực tế thì thực tế những cái quốc gia được dẫn dắt bởi sự lãnh đạo của người Mỹ trong một trật tự thế giới cũ thì đang có những cái mối dạn nứt càng ngày càng rõ rệt. Và đặc biệt là trong các quốc gia đấy thì chúng ta thấy các cuộc bầu cử mà dẫn đầu bởi những người lãnh đạo như là Joe Biden, Emmanuel Macron hay là Sunak Olaf Scholz đang thể hiện rõ cái bộ mặt của cái trật tự thế giới phương Tây dẫn dắt bởi người Mỹ. Vâng, tuy là chương trình đã dài nhưng chúng ta sẽ vắn tắt tình hình ở khu vực Trung Đông trong phần cuối của phần bản tin như vậy là ngày hôm qua thì uh, Israel đã có một vụ tấn công vào vùng miền nam Liban uh, dẫn tới một cái chết của một nhà lãnh đạo uh, quân sự Hezbollah ngày hôm nay thì quân đội Hezbollah họ bắn liền 200 quả uh, rocket vào vùng miền bắc Israel và cái vùng Galilee đấy và cao nguyên Golan bắn trực tiếp vào hàng loạt trung tâm đầu não chỉ huy của các lữ đoàn, xung đoàn, sư đoàn của Israel sau đó thì người ta ghi nhận thấy rất nhiều máy bay trực thăng của israel đang hối hả chở những người bị thương uh, từ khu vực cao nguyên golan về thủ đô tel aviv còn uh, phía israel thì cả không gian chính trị uh, lẫn quân sự đều đang rất là khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chiến với lại hezbollah mà chúng ta cũng không biết là nó diễn ra hay không uh, uh, nước mỹ thì nói rằng họ lo lắng về cuộc chiến này có thể xảy ra và sẽ mở rộng gây ra một cái thảm họa trong vùng còn châu âu thì cũng rất lo lắng về việc là cuộc chiến có thể leo thang trong khi quân đội israel nói rằng là giới lãnh đạo của họ thậm chí còn đang tìm kiếm để mà chấp nhận bất kỳ một thỏa thuận nào với Hamas với bất cứ giá nào bởi vì điều quan trọng với là Israel bây giờ là phải kết thúc cuộc chiến càng nhanh càng tốt thì điều này ấy, nó làm cho chúng ta quay trở lại một cái thuyết âm mưu đúng ạ à? mà chúng tôi từng nói quý vị ấy, cuộc chiến này nó không kết thúc giống như cuộc chiến Ukraine cũng thế thôi không kết thúc bằng việc đánh nhau trên chiến trường đâu rất nhiều nhà lãnh đạo của đương thời không hiểu được cuộc chiến nếu kéo dài ở các quốc gia dân chủ nó sẽ chết là chết từ bên trong chết ra không một đất nước nào có thể tồn tại được khi mà ngày nào người dân người ta cũng biểu tình trên quy mô hàng chục hàng trăm nghìn người như vậy nhất là một nước như Israel thì nó nhỏ nền kinh tế của nó cơ bản nó cũng rất là nhạy cảm và bây giờ đang bị bao vây kinh tế ở cửa ngõ của biển Hồng Hải kênh đào Suez ở vịnh Ả Rập và bây giờ Hezbollah, Houthi còn đánh ra tận địa Trung Hải. Đất nước mà đã bị phong tỏa kinh tế như vậy thì tất nhiên kết hợp với các cái vấn đề khác, chúng ta thấy đặc biệt là vấn đề tổng động viên đã mất hết sức làm việc của người dân rồi thì kinh tế Israel có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Nếu mà kết hợp với các vấn đề thương vong cũng cực kỳ quy mô trên cực quy mô lớn rồi vấn đề tâm lý trong xã hội rồi phản kháng vân vân. Cái chuyện đấy nó không xảy ra ở một cái nước gọi là quân phiệt, không xảy ra ở một nước xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản. Nhưng mà ở nước dân chủ thì coi chừng là cái đó nó trở thành cơn ác mộng. Cho nên là với cái việc mà Israel cứ tuyên bố là đánh về phía Hezbollah ấy, đúng không ạ, và tận diệt Hamas ấy, thì chúng ta thấy Hamas họ không thể tận diệt được. Và bây giờ Hamas nhây. Hamas nhây thì là cơn ác mộng của Israel còn nếu như họ đánh về phía Hezbollah họ chỉ đánh theo kiểu là làm sao đấy xử lý hết cái mối đe dọa để Hezbollah không tấn công vào miền Bắc nữa thôi còn nếu như mà họ đưa quân vào để đánh thì chắc chắn rằng là không những cơn ác mộng này nó sẽ là ác mộng mà nó biến thành cái địa ngục đối với lại Israel trong thời gian tới rất nhiều học giả cho rằng ấy, nếu lần này Israel thực sự manh động để tấn công vào Hezbollah thì không khéo là Trung Đông sẽ thành một cái lò lửa chiến tranh và chắc chắn Israel sẽ không còn nguyên vẹn nữa bởi vì bây giờ ấy, thì cái thế lực kháng chiến hồi giáo nó không còn như ngày xưa nữa đúng ạ à, bây giờ nó rất là hiện diện và bây giờ là lúc mà người ta không thể nào người ta bỏ qua đây là cái cơ hội mà theo cái lực lượng kháng chiến đấy là cơ hội duy nhất để mà họ có thể gọi là xử lý cái mối đe dọa israel một lần và mãi mãi bởi vì bây giờ là cái thời điểm mà thế giới ngầm ở thế giới nó trỗi dậy nó trỗi dậy nó không còn quan tâm tới vấn đề địa chính trị nữa mà nó chỉ quan tâm tới mỗi một vấn đề nó bán vũ khí thôi đúng ạ và như vậy thì nó cũng không quan tâm tới cái vận mệnh của Israel nữa dẫn tới việc Israel đang mạo hiểm kết hợp với quá khứ của mình đang ngông cuồng để mà gây chiến với lại toàn thể cái lực lượng hồi giáo kháng chiến này và chắc chắn trừ khi họ sử dụng vũ khí hạt nhân mà cũng chả biết là trừ, sử dụng cũng chỉ không giải quyết được vấn đề họ có thể phá hủy được một cái thủ đô đúng ạ chưa chắc đã phá hủy được nhưng mà cũng không thể nào chấm dứt được Bởi vì là đây là một cái phong trào mà Biết đánh đánh vào ai Đúng quý vị Mà bây giờ thì Iran có khi là họ cũng có vũ khí hạt nhân rồi Thì như vậy là bắn hạt nhân xong không khéo là hạt nhân nó bắn lại Và cũng không loại trừ Là có nước sẽ tuyển vũ khí hạt nhân cho những cái người mà Gọi là bất cần đời như là Houthi Thì họ cũng có thể tấn công Israel Như vậy là xóa sổ luôn Đúng không ạ cho nên là đợt này chúng ta thấy chưa bao giờ ấy là israel đang ở trong một tình thế mà nó nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan như bây giờ đâu mà tôi nói thật ấy, là bây giờ israel sẽ cực kỳ khó để kết thúc chiến tranh tôi đang cảm giác họ đang vùng vẫy để tìm cách kết thúc chiến tranh nhưng mà lại vẫn muốn duy trì cái sự cao ngạo của mình với tư cách là bên thắng cuộc chắc chắn điều đấy nó rất là khó đúng không ạ israel bây giờ chỉ có thể hòa bình nếu như mà họ chịu hạ mình thôi mà phải chấp nhận những cái tổn thất về mặt hình ảnh và thậm chí cả vấn đề kinh tế, thậm chí cả lãnh thổ nữa. Ngày hôm nay ấy, thì Israel còn tiếp tục là tiến hành một cái vụ mà lấy đất của vùng bờ Tây lớn nhất trong vòng 3 chục năm nay. Tức là họ đi một cái bước mà có thể nói rằng là cực kỳ là, là manh động. Trong cái thời điểm như này nhưng mà lại còn quyết tâm đi lấy đất của bờ Tây để mà sát nhập vào lãnh thổ Israel nữa. Thì như vậy rõ ràng đó cái việc như vậy là rất khó để có hòa bình đúng không ạ? Có nghĩa là hòa bình sẽ đến với Israel với một cái giá cực kỳ đắt. Chắc chắn là rất đắt. Và chúng ta biết đấy, ngày hôm nay xuất hiện rất nhiều cái đoàn quân của Taliban quý vị ạ. Taliban họ đã hành quân đến Syria theo như lời họ hứa rồi. Họ đang vượt qua hàng đoàn hàng nhiều nghìn người đang vượt qua những dãy núi để mà đến với Syria tham gia chiến đấu trong hàng ngũ ở đây và khả năng mục tiêu nó sẽ diễn ra ở bắc Israel ở cao nguyên Golan và cũng không biết đâu được có thể diễn ra trong khu vực bờ Tây hay là giải Gaza. Chứ ai biết được. Trừ khi nói thật ra ấy, là những gì ở Israel ấy, nó 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 bí hiểm đến mức nó, nó vượt ra ngoài khỏi cái khả năng cảm nhận của cá nhân tôi. Thực sự như vậy, đây lần đầu tôi nói về cái việc cảm nhận cá nhân. Trừ khi nó có một cái gì đấy nó vượt ra khỏi cái cảm nhận của mình. Bởi vì từ trước cái nay mình toàn dùng cái giác quan đó để mình cảm nhận thôi. Thì nếu nó ngoài sức cảm nhận của mình thì thôi, mình không nói nữa còn nếu như nó nằm trong cái phạm vi cảm nhận của mình thì có nghĩa rằng tình huống của Israel bây giờ nó không những tiến thoái lưỡng nan nó xa lầy nó nguy hiểm và nó rất khó để có thể thoát ra khỏi cuộc chiến này mà nó còn nguyên vẹn đấy tức là ý nói là nó còn được một cái uh, một cái duy trì được một cái xã hội trật tự uh, thịnh vượng như là trước cuộc chiến nữa nhất là với cái việc mà đến ngày hôm nay họ còn vẫn muốn đi lấy đất của vùng bờ tây nữa thì tôi càng thấy là nó rất là khó hiểu thì cái hành động đấy nó cho thấy rằng là rõ ràng họ phải có một cái gì đó mà ta chưa biết đúng không ạ người ta chưa biết thì cho nên là tôi cũng không chắc lắm nhưng mà rõ ràng nếu như mà để mà dùng cái cảm nhận đó thì rõ ràng thực sự là israel bây giờ đang quá là bế tắc bởi vì bây giờ những gì họ làm là gì họ không thể tận diệt được hamas Đúng không quý vị? Bây giờ thì họ chưa thể xử lý được 40% của Hamas, nguồn lực của Hamas. Trong khi đó ở Liban bây giờ họ có đến 200.000 cái tên lửa. Chúng ta tưởng tượng rằng 200.000 cái tên lửa có cả những tên lửa siêu thanh như vậy mà nó bắn về Israel thôi. Chưa kể đánh nhau cái gì cả nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là cái Israel nó sẽ như nào? Nó biến thành bình địa. Bởi vì làm gì có cái hệ thống phòng không nào để có thể đánh chặn được đồng loạt 200 cái tên lửa nó phóng cùng lúc. Nó liên miên nhau. Đúng không ạ? Không thể luôn. Cho nên là kể cả Israel có thể gây tổn thất cho Hezbollah Nhưng mà Hezbollah chỉ cần dùng mỗi tên lửa thôi Thì họ cũng sẽ gây tổn thất khủng khiếp Rồi sau đó sẽ có giao tranh Rồi sau đó sẽ có đánh nhau trên chiến trường Trên một cái chiến địa không chỉ Nam Liban nữa Mà tên lửa đấy nó biến vùng miền Bắc Israel trở thành bình địa Thì rất có khả năng chiến trường nó sẽ diễn ra Ngay ở trong vùng cao nguyên Golan Vùng Galilee, vùng Haifa Rồi là thậm chí trong vùng bờ Tây nữa lúc bấy giờ Israel với thế trận như thế này ấy, là một thế trận đại kỵ đúng không ạ đất nước của họ làm trong thế trận như thế này đấy bây giờ đây là kẻ địch đây là kẻ địch và đặc biệt đây là một cái mà tiềm năng rất nguy hiểm của kẻ địch cao nguyên Golan thì nằm ở đây nhìn chung nếu như mà chỉ còn bất cứ một nơi nào mà nó nở hoa ra thì Ukraine Israel sẽ gặp nguy khốn ngay mà những cái này người Mỹ không thể nào giúp được Đúng không ạ? Người Mỹ không thể nào mà đi tự đánh bỏ bom vào vào Israel được Để mà ngăn chặn quân của Taliban Đúng không ạ? cho nên là rõ ràng là Israel bây giờ nó không còn như trong quá khứ nữa Hay nói đúng hơn là cái thế lực Hồi giáo họ đã dành mấy chục năm để nuốt hận để họ chuẩn bị cho cái giây phút này rồi Cho nên là Israel mà không có cái bài Một cái, cái nước đi chính trị khôn ngoan Thì có thể là những cái điều tồi tệ nhất Đang còn chờ đợi họ trước mắt Bởi vì tại sao? tôi vẫn chưa thấy người Iran và thế lực kháng chiến muốn hòa bình ở đất nước đó, muốn hòa bình ở Trung Đông. Đúng không ạ? Trừ khi cái hòa bình là phải theo cái 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 điều khoản của họ hoặc là có lợi cho họ. Còn bây giờ tôi vẫn chưa thấy thiện chí của họ tí nào. Và cái điều đáng nói là tất cả những cái này là nó đúng theo những cái cảm nhận của mình từ cái thời đầu cuộc chiến quý vị nhé. Chẳng qua lúc bây giờ mình nói ra thì nghe nó vô lý, đúng không ạ? bởi vì là Israel được phương Tây hậu thuẫn nhưng mà tại sao lại họ có thể thua được mà họ lại xa lầy trong cuộc chiến này được Đấy, trong khi là Hamas thì như con rán, con giếc, bấm cái là chết. Hút thi thì cũng chỉ chân đất mắt tuét, đúng không? Đấy, tất cả những cái đó là lúc đầu mình không thể nghĩ được. Nhưng mà bây giờ thì tới thời điểm hiện tại, những gì mà Hút thi đã gây ra cho phương Tây và cho chính Israel ấy, bằng việc lọ tung UAV tấn công vào cả các cảng miền Nam và thậm chí lên cảng miền địa Trung Hải nữa. Rồi Hezbollah tấn công vào Haifa là những cái bước đi chưa từng có tiền lệ gây cực kỳ tổn thất lớn cho nền kinh tế và xã hội của Israel. Và đấy một lần nữa, tất cả những điều đó tôi chỉ bám vào cái nguyên tắc của cái triết lý mà tôi hay chia sẻ với quý vị ấy. Là đất nước có chiến tranh ấy, thì làm cái nền dân chủ nó rất là yếu ớt. Nó có thể nói rằng là nó chỉ cầm cự cuộc chiến được rất là ngắn thôi. Và phải có đầy đủ chính nghĩa. Đấy, và phải có một cái hệ thống truyền thông, hệ thống bảo vệ đất nước nó đến tận răng thì nó mới có thể chiến đấu được. Chứ còn nếu mà đưa quân đi đánh nước ngài thì rất khó. Và thứ hai nữa mà thua là rất khó tồn tại. Rồi là kinh tế xã hội loạn ấy thì rất khó để có thể duy trì được cuộc chiến. Và đấy chính xác là những gì đang diễn ra ở Israel. Bây giờ nó kéo dài được như này là bởi vì là ý chí của cái thế giới ngầm. Đúng không ạ? Trong đó có cả những thế lực thế giới ngầm không chỉ là của người nói tiếng Anh mà người nói tiếng tiếng nào đó nữa vâng chúng ta sẽ cùng gặp lại trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây và chương trình hôm nay thì hơi bị dài